Trong khi khách du lịch nước ngoài và Việt Nam giảm liên tiếp trong các tháng gần đây, thì khách du lịch trong nước lại đang có xu hướng tăng mạnh. Đây cũng là một trong những kết quả đáng ghi nhận tại hội chợ du lịch quốc tế diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 ở Hà Nội. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ đã mang tới những gói tour hấp dẫn với nhiều khuyến mại và giảm giá sâu, đặc biệt là các tour du lịch nội địa. Đây là một phần quan trọng để bù vào doanh thu sụt giảm từ du khách quốc tế trong thời gian vừa qua. Trong 4 ngày tham gia hội chợ VITM 2015, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4, chúng tôi đã đạt được con số hơn cả sự mong đợi. Đó là số khách là 2.600 khách và chúng tôi đạt doanh thu là 25 tỷ. Tôi nghĩ là hội chợ VITM là một hội chợ rất cần thiết cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt là du lịch nội địa và outbound. Năm nay thì theo cái mà số lượng mà các cái gian hàng của các quốc tế đến Việt Nam cũng rất là nhiều. Đồng thời tức là ban tổ chức cũng đã kết hợp và sắp xếp được những cái mà chương trình nó hợp lý để cho việc chủ đề của cái tour hội chợ của nó theo cái hướng là kết nối các di sản của Việt Nam, đồng thời cũng kết hợp được các cái tour mà các cái đối tác các nước ngoài mang lại. Đây là hội chợ duy nhất được tổ chức theo hình thức xã hội hóa và đã mang lại hiệu quả cao. Không giống như những hội chợ xúc tiến du lịch khác, tại hội chợ này, các địa phương, các tổ chức xúc tiến du lịch khi tham gia vẫn phải trả tiền thuê gian hàng như một doanh nghiệp. Điều này làm thay đổi dần dần nhận thức về công tác xúc tiến du lịch, vốn dựa chủ yếu vào ngân sách nhà nước như trước đây. Việc triển khai công tác xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến ấy, nói chung và tổ chức hội chợ nói riêng ấy, là rất là khó khăn, bởi vì nhiều người người ta chưa quen. Người ta nghĩ là thường là nhà nước phải bao cấp những cái công việc chung như thế này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta phải xuống tay vào để cùng thúc đẩy cái ngành du lịch tiến lên. Với nhiều kết quả ấn tượng, 3.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến giao dịch, 55.000 lượt khách tham dự và mua hàng, 16.500 vé máy bay đã được bán ra. Qua 3 lần tổ chức, hội chợ du lịch quốc tế thực sự trở thành một sự kiện thường niên quan trọng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về các tour du lịch của người dân Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng là với cái sự tổ chức rất là thành công hội chợ VITM, với một loạt những các giải pháp như là nhà nước thì cũng đã có nghị quyết 92 của chính phủ đưa ra một loạt những các giải pháp để mà hỗ trợ phát triển du lịch cùng với những các hoạt động quảng bá xúc tiến rất là quy mô và cũng tương đối thành công của Tổng cục Du lịch, của các doanh nghiệp và của các địa phương trong nước và quốc tế, thì chúng tôi tin tưởng rằng cái lượng khách du lịch giảm sút nó chỉ là tạm thời. Trong thời điểm du lịch Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 giảm 10% so với cùng kỳ, thì hội chợ này thực sự đã góp phần kích cầu du lịch nội địa, đồng thời quảng bá đất nước và con người Việt Nam đến với bạn quốc tế.